Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Làm rõ nguyên nhân ngất xỉu, co giật sau tiêm vaccine COVID-19. Báo động, Hà Nội dự kiến số F0 mới lên đến 3.000 ca một ngày. Đề nghị xử lý cá nhân đơn vị đề xuất để khen thưởng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á. Pháp lần đầu tiên vượt 100.000 ca mắc COVID-19 mới. Mỹ hủy gần 1.000 chuyến bay vì biến chủng Omicron. Thưa quý vị khán giả, thời gian gần đây thì khoa sức khỏe Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận điều trị một số trường hợp ở nhóm chưa trưởng thành có triệu chứng là co giật, ngất sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Và theo các bác sĩ, những trường hợp ghi nhận tại viện không phải là do tiêm vaccine mà là bị hội chứng co giật phân ly, một trong những biểu hiện của rối loạn phân ly. Tiêm vaccine được xem như là một sang chấn tâm lý đối với không ít người. Lo lắng quá mức khi tiêm chủng có thể dẫn đến các biểu hiện như là thở nhanh, choáng váng, chóng mặt, vã mồ hôi, thậm chí là co giật và ngất. Thực tế vấn đề này như thế nào? Làm sao để có thể hạn chế? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Đề nghị xử lý cá nhân, đơn vị đề xuất để khen thưởng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á. Thưa quý vị, liên quan đến vụ kit test Việt Á, ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước làm rõ vi phạm đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật thì phải xử lý nghiêm minh với những cơ quan tổ chức có liên quan tới vụ thổi giá kit test COVID-19. Cụ thể, làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như là Bộ Y tế liên quan tới việc công ty Việt Á sản xuất và nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 để trục lợi. Đồng thời, phải làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đã đề xuất để khen thưởng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á liên quan đến vụ việc như là một sự thừa nhận có biểu hiện của sự bao che tạo điều kiện cho Việt Á thực hiện việc làm sai trái này, lừa dối nhân dân, tham nhũng tiền của nhà nước. Ngoài ra, làm rõ các CDC, bệnh viện, trung tâm y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 đã cấu kết với Việt Á để tham nhũng hàng tỷ, thậm tới hàng chục tỷ đồng của nhà nước. Ngoài ra, ông Trình cũng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý, phối hợp khi có tới hàng chục phần mềm phòng chống dịch COVID-19 gây tốn kém, nhiễu loạn trong phòng chống dịch bệnh của nhân dân. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Báo động, Hà Nội dự kiến số F0 mới lên đến 3.000 ca một ngày. Thưa quý vị, trao đổi với truyền thông, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, dự kiến số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở Hà Nội có thể còn tăng lên 2.000, 3.000 trường hợp mỗi ngày trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, lãnh đạo CDC cho rằng số ca mắc tăng vẫn trong dự báo và thành phố cũng đã có phương án để đáp ứng. Sẽ khoanh gọn theo khu vực nguy cơ chứ không cách ly xã hội như trước đây. Đây sẽ là biện pháp được triển khai trong thực tế, ngày càng nhiều địa phương trên địa bàn thành phố chuyển sang cấp độ 3, vùng cam. Và cũng trao đổi với truyền thông, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trước tình hình số ca mắc mới tăng nhanh, Hà Nội sẽ kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp như có thể xem xét dừng, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động lễ hội, tôn giáo. Bà Hà cho biết, mặc dù số ca mắc của Hà Nội tăng cao trong những ngày gần đây, nhưng quan trọng nhất là Hà Nội vẫn chủ động kiểm soát được dịch. Và trước đó thì thành phố có thông báo về cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Tính đến nay, thành phố vẫn ở cấp độ 2 màu vàng, nguy cơ trung bình về dịch COVID-19. Tuy nhiên có 8 quận được đánh giá ở cấp độ 3 màu cam, nguy cơ cao về dịch COVID-19, tăng thêm 6 quận so với lần đánh giá trước đó. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Làm rõ nguyên nhân ngất xỉu, co giật sau tiêm vaccine COVID-19. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì khoa sức khỏe Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp ở nhóm chưa trưởng thành có triệu chứng là co giật và ngất xỉu sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19. Các chuyên gia cho biết, một số biểu hiện xuất hiện sau tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể không liên quan đến vaccine mà là do yếu tố tâm lý. Theo các bác sĩ, trên nền những căng thẳng sẵn có kéo dài trong thời gian dài, thời điểm làm việc căng thẳng và lo lắng khi tiêm vaccine phòng COVID-19 đã đẩy nhiều người vào trạng thái lo âu quá mức, dẫn đến phản ứng run, co giật, ngất sau tiêm. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Loan, trưởng khoa sức khỏe, khi xảy ra hiện tượng trên, các ca bệnh đã được thăm khám và loại trừ các nguyên nhân thực thể do vaccine. Bước đầu xác định là bị co giật phân ly, một trong những biểu hiện của rối loạn phân ly. Bác sĩ Đỗ Minh Loan thông tin, rối loạn phân ly là bệnh lý tâm thần thường gặp, tỷ lệ là 0,3-0,5% dân số. Theo phân loại bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới, rối loạn phân ly là hiện tượng mất một phần
hoặc là hoàn toàn sự hợp nhất giữa trí nhớ quá khứ, ý thức, đặc tính cá nhân với những cảm giác trực tiếp và sự kiểm soát vận động. Rối loạn này gặp nhiều hơn ở giới tính là nữ, thường xuất hiện sau những sang chấn tâm lý, các vấn đề khó khăn trong công việc, mối quan hệ mà người bệnh không thể giải quyết được. Vì vậy, mỗi thành viên, gia đình cần chuẩn bị tốt tâm lý cho bản thân và người thân trước khi tiêm chủng. Tiêm vaccine được xem như là một sang chấn tâm lý đối với không ít người. Lo lắng quá mức khi tiêm chủng có thể dẫn đến các biểu hiện như là thở nhanh, choáng váng, chóng mặt, vã mồ hôi, co giật và ngất. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Pháp lần đầu tiên vượt 100.000 ca mắc COVID-19 mới. Mỹ hủy gần 1.000 chuyến bay vì biến chủng Omicron. Đầu tiên là tại Pháp. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 mới tại nước này tăng thêm 104.611 trường hợp trong 24 giờ vừa qua. Đây là lần đầu tiên số ca COVID-19 trong 24 giờ tại Pháp vượt mốc 100.000 người kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay. Đồng thời, trong 24 giờ qua, Pháp cũng ghi nhận thêm 84 trường hợp không qua khỏi. Pháp hiện là vùng dịch lớn thứ 7 thế giới. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đầu tuần này dự đoán Omicron sẽ trở thành biến chủng thống trị tại Pháp trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến đầu năm mới 2022. Omicron cũng là biến chủng dẫn đến số ca nhiễm kỷ lục tại Anh và Italia trong thời gian gần đây. Pháp và nhiều nước châu Âu đang chứng kiến sự bùng phát trở lại của làn sóng COVID-19 thứ 5. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo châu Âu có thể có thêm 500.000 người không qua khỏi vì COVID-19 vào tháng 3 năm sau nếu các hành động khẩn cấp ngăn chặn dịch bệnh không được thực hiện. Trong khi đó, các hãng hàng không tại Mỹ đã hủy 937 chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay nội địa và quốc tế trong dịp Giáng sinh. Hàng nghìn du khách đã phải thay đổi kế hoạch đi lại vào dịp lễ vì quyết định hủy chuyến bay của các hãng hàng không. Giáng sinh thường là dịp cao điểm cho việc di chuyển bằng đường hàng không tại Mỹ, nhưng sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron khiến cho số ca COVID-19 tăng vọt, buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến bay vì các phi công và phi hành đoàn cần phải cách ly. Hãng United Airlines đã hủy 230 chuyến bay, trong khi đó American Airlines hủy 90 chuyến bay chính. Người phát ngôn của United Airlines, Matt King cho biết, sự gia tăng đột biến trên cả nước về số ca nhiễm Omicron trong tuần này đã có tác động trực tiếp đến đội bay và những người điều hành. Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 ở châu Phi và hiện chiếm gần 3/4 số ca nhiễm ở Mỹ, thậm chí chiếm tới 90% ca nhiễm ở một số khu vực. Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm mới ở Mỹ đã tăng 45% lên 179.000 ca mỗi ngày trong tuần qua. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!